nào mà lấy cọng dây của bà ha. Bà chùi cho nó ha, ăn cơm mới ngẹn ha, uống nước cho sặc ha. Không lẽ mình nói Linh vậy ta? Lẽ nào là hắn? Thôi tí để làm rồi. Anh, em sao vậy? Em hỏi cái này được không? Em nói đi. Chứ vòng tay này ở đâu anh có vậy? À, cái này anh không biết nữa. Gán nhớ lại giùm em đi. À, anh không biết ở đâu luôn á. Có phải là anh nhặt được không? Ở chỗ bãi cỏ chân mình á. À, bữa đó với hai tầng đá anh nhặt được, nhưng mà anh biết có ai nên anh tập cấp. Vậy là của em rồi đó. Bởi em đi làm gấp quá làm rơi, mà lúc em quay lại tìm thì không thấy, tưởng là mất luôn rồi chứ. Vậy là của em hả? Dạ, con mèo may mắn này em tìm lâu lắm mới gặp được á. Anh không ngờ là tìm được gặp chỗ nó ở đây. Anh tưởng đâu chỉ có trong phim thôi chứ. Vậy anh cho em xin lại nha. À, cảm ơn anh. Thật chắc là anh chỉ muốn tìm lại chủ nhân của nó thôi. Ủa, học chung hả? Ủa, học chung hả? Ở đâu cũng vậy. Ủa vậy đây là môn gì? Xinh quá. Ờ à, đúng rồi. Ờ à, không ngờ mình học chung luôn á. Ờ à, không ngờ học chung luôn á. Chào em. Dạ em chào chị. Ờ, em đi một mình hả? Dạ em đợi bạn. À không, mấy giờ em cho chị số điện thoại đi. Rồi khi nào mà chị đi học á thì chị dẫn em theo nha. Dạ. Mình đi thôi em. Dạ, chào chị. Có gì chị liên lạc em sao ha. Dạ. Ủa nãy em nói chuyện với ai vậy? Nãy là chị Huỳnh. Chị lại nói chuyện và làm quen với em. Chị nói sẽ dẫn em đi học kỹ năng mềm á. Anh nghĩ em có nên đi không? À mấy đứa làm gì? Mấy đứa đó là đa cấp, chuyên dụng mấy đứa tân sinh viên như em vậy đó. Cái đó đối cho như là kỹ năng mềm rồi kỹ năng ứng xử. Đi mới đó làm chi, rồi vừa tốn công, vừa tốn tiền mà không được gì nữa. Chết rồi, em lỡ cho số điện thoại rồi. Ờ à, thì nó gọi em thì em đừng có bắt máy hay là tắt máy luôn cũng được. À. Chơi chơi với anh ai nữa kìa. Ý tụi nó hỏi là bà vừa nói chuyện với ai vậy? À, anh Minh Đăng ấy hả? Trời, anh Minh Đăng đồ thân quá ha.
Ê, quen nào vậy? Sao không cho bạn bè gì hết chưa gì mày? Nói gì vậy? Anh Đăng, ảnh làm chung chỗ làm thêm với tao thôi à. Tụi bay làm bài chưa mà ngồi nói xàm vậy? Tao làm hết rồi, còn có đứa đi chơi với trai mà không biết thôi. Thôi bớt cái xàm đi, tao làm rồi nè, coi lại đi, xong chép vô nè. Sao chữ xấu quá vậy bà? Ê, chưa về hả? Ừ, đợi bạn. Hả? Đây ai vậy? Anh Đăng. Anh Đăng đồ. Dạo này ghê ha, đi chơi không à? Thì tại hai tao học chung, rồi hẹn đi làm chung. Hai tao chung chỗ, mày nói gì vậy? Hai tao, ghê ha. Dạo này đi họp với sói ca nè, đi làm sói ca nè. Biết chừng nào tao mới được như mày. Thì gán bức bớt cái miệng lại, cho cao lên, thì có sói ca đi theo chứ gì. Quỷ, không phải muốn lụng như tao cũng được đâu nha. Đúng rồi. Ủa mà giờ này đi đâu lông nhông ở đây? Hai quỷ kia đâu? Tao đi giao đồ. Mà xe nó bị hư gì á, Thạnh lấy đi sửa rồi. Hẹn 4 giờ lại lấy nè. Bây giờ mấy giờ vậy? 4:29. Giờ mà chưa thấy bóng gió nó đâu hết trơn á. Nó không làm tao bực nó ăn cơm nấu ngon đâu. Thì chắc cũng tại xe mày hư ít quá nên giờ này mới chưa thấy đó. Giỡn hoài. Tao chạy xe là kỹ lắm rồi đó. Ờ, kỹ lắm. Ê, anh Đăng của mày kìa, đang đi với nhỏ nào vậy? Rồi, ổng đi với gái, có đứa bị leo cây. Xạo quá đi, Thành tới rồi kìa. Ê, mày gì? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thôi mày im đi, mày trước khi mày nói người khác mẹ coi lại con người của mày coi. Gì vậy? Mày chạy xe cái gì mà buggy xét xẹt, nhất thì kẹo kéo bảo sao nó không chạy. Tao mới thay luôn á. Mày thay hồi nào? Tao mới thay hồi tên năm ngoái á. Mày chạy xe ít gì có bệnh. Ê, rồi mày tính ở đây đây thiệt luôn á hả? Chứ sao giờ, đợi chút nữa con sao. Ờ, vậy mày ở làm chuyện mình thích đi nghe. Tao về, có xe chạy rồi, bye bye. Anh xin lỗi, tao lúc nãy. Không sao đâu, nãy em thấy anh bạn đi nhờ bạn chỗ ở đây luôn. Mà em quên điện cho anh nữa. Theo vô trong cửa tay. Tại sao mình lại khóc chứ? Có là gì của nhau đâu. Anh Đăng. Ủa, Dân. Cảm ơn anh vì bữa trước có đưa em về nha. Hôm đó không có anh, em cũng không biết làm sao nữa. Không sao đâu, mà Quy đâu? Sao mà em đi một mình vậy? Thật không giấu gì anh, em và Quy đã chia tay rồi. Tính ra cũng gần một tháng. À, mà cũng gần tới giờ anh đi làm rồi. Anh đi trước nha. Liệu bây giờ em mới lại với anh? Có muộn không? Muộn rồi em. Tại sao vậy? Quá khứ đã qua rồi. Xin em, đừng nhắc lại nữa. Em. Anh đi trước nha, gặp lại em sau. Anh Đăng. À mà có chuyện này muốn nói với em. Anh nói đi. Hôm trước á, anh đi lấy xe. À mình đi Bến Đậu á, anh đi lấy xe mà gặp chân trước cổng. Chào anh. Chào em. Anh có khỏe không? Anh khỏe, cảm ơn em. Em có thể nhờ anh một chút được không? Nhưng mà anh có hẹn với bạn rồi. Chỉ một chút thôi, không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Anh có thể chở em qua tiệm sửa xe được không?
bên đường Trần Ngọc Quế á, xe của em bị hư, gửi sửa ở đó từ sáng tới giờ. Mà sắp tới giờ làm rồi, em mà đi bộ qua đó lấy nữa là sẽ dễ làm. Anh giúp em nha, chỉ 5 phút thôi. Vậy em lên xe mà đi. Cảm ơn anh. Anh đợi em chút nha. Anh ơi, người ta nói chưa có hàng về, một chút nữa mới lấy được. Anh giúp em thêm chút nữa đi anh. Nhưng mà anh... Anh giúp em thì giúp cho chót giùm em được không? Anh chở em về thay đồng phục rồi em tự đi taxi. Giúp em nha. Em lên đi. Cho anh buồn nha. Hôm nay ông chủ được nghỉ, ông chủ cho nghỉ nên cho anh buồn bữa nay đi ăn nha. Ai biết đâu à. Đi nha. Đi mà. Đi. Để tôi coi mấy người hạnh phúc được bao lâu. Anh Đăng à, em không tin là anh không còn yêu em. À, mấy cái vòng tay đó có ý nghĩa gì mà em coi trọng nó như vậy? À, cái vòng tay này hả? Tại theo quan niệm dân gian á, thì đeo vòng tay màu đỏ thì nó may mắn thôi. Vậy, còn con mèo? Tại vì á, em thích con mèo lắm. Cho nên là, mà con mèo này rất là khó kiếm. Mà cái nào khó thì nó hiếm, mà hiếm thì quý thôi anh. À. Dạ không sao đâu anh lo chị Văn đi. Vậy sao Văn giùm anh nha. Dạ. Có đi đứng không mà cũng không xong nữa. Ông Đăng kia đúng là đầu đàn ông dởm luôn á. Rõ ràng là bà kia sắn mày, rồi bà tự té. Không lo cho mày thì thôi, còn đâm nó lo cho bà kia nữa. Kệ, thì kia chỉ ngã, bị thương ở chân. Chị xỉu rồi nên anh Đăng anh lo cho chị thôi. Gì? Xỉu hả? Chạy má có chút xíu cũng xỉu. Ê nha, xin lỗi. Mày có ghét tao thì mày nói thì đừng có làm gì chứ. Xin lỗi, xin lỗi, tao tốt như mày đi à. Lên nào bà bị tái xe có sao không vậy? Ủa, sao không biết? Ủa, sao không biết giờ? Ê, hình như tao nói. Hay lắm, bị thương chút xíu rồi gặp ai cũng nói trơn á. Biết vậy tao không nhờ mua giùm đâu. Hay quá, nãy sao không đi mua anh đi. Giờ dành mỏi anh nói. Tao mà tiện đường mua thì tao có nhờ mày đâu ha. Cãi nhau hoài mà sao chơi chung với nhau hoài vậy? Cãi tôi. Cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian. Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Cảm ơn ông nha. Phải chi trên đời này có người ta đừng gặp nhau, đừng quen biết nhau, yêu mến nhau, để bây giờ đâu có đau. Nếu mà anh ấy không yêu bà cứ yên tâm đi, tôi sẽ là người theo đuổi bà. Đừng có an ủi tôi bằng cách đó, không có vui đâu nha. Tôi thích bà. Tôi đã nói đùa như vậy không có vui rồi mà. Tôi thật sự thích bà mà, tôi không có đùa. Chỉ là tại tôi nhút nhát, không có đủ can đảm để nói ra mà thôi. Bà có biết là nhìn bà khóc vì người ta, tôi đau lòng đúng không? Tôi xin lỗi. Không cần đâu. Tôi tự biết thông hận của mình mà.
Linh về đi. Nhưng anh vẫn không thể, chẳng dám nói một câu thôi. Yêu em đã lâu rồi. Lâu rồi không gặp. Chào ông, mất tích đâu mà sao bây giờ mới xuất hiện vậy? Tôi cũng không muốn mất tích để làm gì, chẳng qua là do hoàn cảnh thôi. Hoàn cảnh gì? Ông nói mà tôi không hiểu. Thì chỉ biết trách bản thân thôi. Bản thân không biết chọn nên yêu làm người chứ sao. Yêu mà vẫn. Chưa còn ai vô đây nữa. Cô ta lúc quen tôi còn cặp với mấy ông trong quán bar, rồi ăn chơi mượn nợ không biết bao nhiêu người. Tới lúc gặp chuyện thì lên tìm tôi. Xin tiền tôi không được thì tìm cách bòn rút số tiền tiết kiệm của tôi. Tôi cần ông giúp tôi chuyện này. Nếu ông giúp tôi chuyện này cũng như là giúp ông. Ông nói đi. Ông lại đây. Chị xem cái gì vậy? Không có mắt hả? Xin lỗi, tôi không có mắt nên mới nhìn lầm cô đó. Anh là ai mấy chị kỳ cục vậy? Cô nhìn cho rõ tôi là ai đây. Bây giờ anh muốn sao? Muốn sao à? Muốn cô trả lại số tiền mà cô đã lấy. Gì đây? Mất tiền ở thừa tôi hả? Anh không có chiếm được tôi thì đừng có bày đặt giở trò bỉ ổi. Hèn lắm anh à. Cô nghĩ cô còn trong trắng lắm mà. Nhìn lại mình đi. Cô khen hết rồi. Nhìn cô là tôi muốn ói hết cả buổi chiều. Anh! Tôi không muốn tranh cãi với anh nữa. Tránh ra cho tôi đi. Cô muốn đi đâu? Đi tìm thằng Đăng khù khờ để tiếp tục bòn rút nữa à? Không biết tại sao cô có thể mặc dày nhìn. Hay là trai luôn rồi, không biết nhục là gì nữa. Anh quá đáng lắm rồi đó. Tôi đến đây không phải để tranh cãi với cô. Nếu không muốn tranh cãi thì tránh đường cho tôi đi. Alo. Cô nghe này mẹ. Mẹ nói gì? Lấy chồng hả? À dạ rồi, để con tranh thủ con về. Ê ê, đâu vậy? Ê, tao về trước nha. Ờ, con này. Ê, nó nghe nè, Thiết nghĩ về quê lấy chồng mày. Thôi mày bớt suy diễn nhục đời tươi đẹp xíu đi. Tao thiệt mà. Hồi lúc nó mới lên á, là mẹ kêu về nhà lấy chồng rồi. Nó không chịu, nghĩ lắm luôn mới được đi học á. Ủa, mà lỡ chuyện này về mẹ nó bắt gã luôn rồi sao? Mà quê nó ở đâu? Tao nhớ như là ở Cà Mau á. Trời, vậy sao vậy? Nếu vậy thì tội nghiệp nó thiệt. Nói dễ thương vừa đẹp nè, mà lại phải về lấy chồng. Đúng rồi đó. Có đứa muốn giữ lắm mà cũng không được. Nói gì vậy? Nói ai vậy? Mày á. Thank you.